Tôi tin rằng ngài sẽ giữ lời hứa với tôi, giúp tôi trở thành hoàng hậu bằng mọi giá. Đừng có cau mày như vậy, mùi sẽ có nếp nhăn đó. Là huynh sao? Mùi không muốn có người phát hiện ra, mùi cho mẹ quan vào phòng chứ. Mùi nhìn thấy huynh có vẻ lo lắng. Bởi vì ta cứ ngắm nhìn gương mặt của mùi mãi, cả đêm không ngủ được. Ta yêu muội John Hee. Ta yêu muội. Ta đã mỉm cười với ánh mắt của công tử. Có gì đó rất kỳ lạ khi nhìn thấy ta. Nhìn công tử cứ như sẽ gọi ta là John Hee, và rồi lại trào nước mắt giống như lần đầu thấy ta. Mà ta tuyệt đối không phải người mà công tử nghĩ đến. Nên xin công tử, đừng nhìn ta nữa. Công tử cũng đừng đi theo ta. Nếu không ta không để yên đâu. Tiểu thư, chào mừng tiểu thư đã về phủ. Kim Sung Nhân đã nhìn thấy nàng rồi sao? Chắc hắn nghĩ hôn thê xưa kia của hắn cuối cùng cũng đã quay trở về. Tôi đã dẫn dụ hắn tới nhà. Có lẽ là hắn cũng đã phát hiện ra tôi là con gái của tể tướng Trời Trần Trung rồi. Có lẽ trái tim của hắn khó mà có thể chấp nhận được câu chuyện khó tin này. Cả ta cũng vậy. Nàng rất giống người con gái đó. Hắn làm sao có thể quên người con gái đã vì hắn mà hy sinh mạng sống chứ. Tôi tin rằng ngài sẽ giữ lời hứa với tôi, giúp tôi trở thành hoàng hậu bằng mọi giá. Tất nhiên ta sẽ giữ lời. Ngươi sẽ sớm được trở thành hoàng hậu như ngươi mong muốn. Ngươi không cần phải lo lắng đâu. Lần tới nếu có gặp lại người đó, tôi sẽ dẫn dụ hắn đến nơi mà hắn đã từng sinh sống trước đây.